Rồi, xin chào các bác và anh em. Trong ngày hôm nay chúng em là ngập tràn những đơn hàng gửi đi cho các bác đây. Toàn bộ những bộ dàn combo như các bác nhé. Bộ dàn karaoke gửi đi cho các bác. Rất nhiều, phải nói là rất nhiều luôn. Cái đấy là hàng hồi. Hôm nay xe bưu điện người ta đến hơi muộn một chút. Và đây là những cái đơn hàng mà anh em đã đặt hàng từ trước trong cái dịp livestream mà vừa qua chúng em đã thực hiện để tri ân khách hàng đấy. Thì hầu hết là anh em đều mua theo combo, theo bộ để nhận được cái ưu đãi. Đó là gồm có đôi loa để liên vang và sẽ được tặng thêm một cặp mic không dây, phần quà tri ân khách hàng với các 49. Thì rất là biết ơn những sự ủng hộ của các bác đã dành cho Hoàng Long. Và cũng nhờ cái sự yêu mến ủng hộ các bác mà chúng em mới có được như ngày hôm nay. Và rất là biết ơn các bác. Có một số anh em mua lẻ những thiết bị thì em vẫn đang gửi hàng cho các bác anh em bình thường. Những chiếc vang, những chiếc đẩy, đẩy liên vang, vân vân. Các bác và anh em mà có nhu cầu thì có thể gọi điện trực tiếp chúng em nhé, gọi điện đặt hàng. Đặc biệt là trong cái dịp 20 tháng 10 vừa rồi, chúng em đang có rất nhiều những chương trình ưu đãi, quà tặng để thể hiện cái sự tri ân của chúng em tới tất cả các bác. Khiêng đi em, khiêng đi, bảo anh em khiêng cho. Loa B12, rồi loa Sub Monster, rồi loa G4000. Nhanh lên. Em ơi, đâu về rồi. Hết rồi. Đẩy một xe đấy chứ. Đây một xe đấy. Rồi. Cảm ơn anh nhá. Địa chỉ của chúng em như mọi khi, 107 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội các bác nhá. Đấy. Rất là cảm ơn sự yêu mến ủng hộ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em.